Xin chào toàn thể anh chị, em là Nam. Và hiện tại thì em đang có mặt tại khu đô thị Tân Hải Anh, có địa chỉ tại thôn Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Và trong video ngày hôm nay thì em Nam sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất nằm trong khu đô thị này, có mức giá rất là rẻ, chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi. Và bây giờ em sẽ quay trực tiếp vào lô đất nha anh chị nhé. Lô đất của chúng ta ở đây, mặt tiền thì phải nói với anh chị là cực kỳ là rộng, lên đến là 6,5 m. Mặt tiền thì sẽ bắt đầu từ giữa cái cống này. Lô đất của chúng ta là có một điểm trừ, đó chính là bị vướng một chút cái hố ga ở đây nha anh chị nhé. Đó, ở giữa cái hố ga này sang ngang bên đây, ở vị trí kia là 6,5 m, sâu thì là 11,5 m nha anh chị nhé. Hướng thì là hướng tây. Vỉa hè ở đây thì là 3 m nha anh chị nhé. Vỉa hè này thì cơ bản là cũng khá là rộng, 3 m. Còn con đường trước nhà thì siêu rộng luôn. Đường trước nhà này thì khoảng độ tầm 8 đến 9 m. Như anh chị có thể thấy thì một chiếc xe tải đỗ ở đây thì cũng gần như là chiếm 1/4 của con đường mà thôi. Đó. Và lô đất này thì nằm cách quốc lộ 17 chỉ khoảng độ 70 m thôi. Ngay ngã ba phía xa đây. Đó, có những cái chiếc xe đi lại, đó chính là đường quốc lộ 17. Rẽ bên tay trái thì chúng ta sẽ di chuyển về Gia Lâm. Và rẽ bên tay phải khoảng độ tầm 400 m thôi, anh chị sẽ đến với khu vực ngã tư Dâu và chợ Đầu Mối. Lô đất này thì không phải xây thô nha anh chị nhé. Nhưng mà những lô đất mà hướng ra quốc lộ 17 đây ạ. Đó, những lô đất này. Và những lô đất mà hướng đi vào Ủy ban Nhân dân của xã Hà Mãn là chúng ta phải xây dựng thô thì mới được cấp sổ nha anh chị nhé. Cái khu vực căn nhà màu vàng kia, đó chính là khu vực trường Trung học Phổ thông Kinh Bắc, trường Tư thục Kinh Bắc đấy ạ. Từ đây ra ngoài trường đó thì mất khoảng độ tầm 150 m thôi. Và từ cái khu vực ngã ba này, chúng ta di chuyển về Ủy ban Nhân dân của xã Hà Mãn thì chỉ mất khoảng độ đâu đó 200 m thôi, khá là gần. Từ đây thì chúng ta có thể kết nối dễ dàng về khu vực Gia Lâm. Từ đây chúng ta di chuyển về khu vực trường May, trường Đại học Công nghiệp Dệt May của khu vực xã Xuân Lâm thì cũng chỉ mất khoảng đâu đó 700 m thôi, rất là gần. Lô đất của chúng ta ở đây, anh chị di chuyển sang phía bên tay phải chỉ khoảng độ tầm 20 m thôi là sẽ đến khu vực công viên, sẽ có máy tập thể dục và công viên cây xanh. Đường ở đây thì sẽ là đường thông hết ra các ngã anh chị nhé. Di chuyển theo hướng này chúng ta cũng có thể ra đến con đường trục chính để đi vào Ủy ban Nhân dân của xã Hà Mãn. Đó, phía xa kia. Ở đây mật độ xây dựng thì cũng khá là cao rồi. Hiện tại mật độ xây dựng ở đây lên đến khoảng độ tầm 15 đến 20% rồi. Tổng số lô ở đây chỉ có khoảng hơn 70 lô thôi. Và hiện tại thì đã có khoảng độ tầm 15 đến 20 căn nhà được xây rồi. Mức độ lấp đầy khá là nhanh bởi vì là nhu cầu ở thực của người dân tại đây rất là cao. Ngay phía sau của căn nhà đó chính là khu vực dân cư hiện hữu của thôn Công Hà nha anh chị nhé. Đó, khu vực dân cư hiện hữu của thôn Công Hà là nằm ở phía sau căn nhà. Hôm nay thì thời tiết cũng khá là gió cho nên là em không thể bay flycam cho anh chị xem dân cư xung quanh được, cho nên là rất mong anh chị thông cảm. Em xin tổng hợp lại về thông số của lô đất này một chút. Mặt tiền là 6,5 m, sâu là 11,5 m. Tổng diện tích là 74,75 m², đã có sổ hồng anh chị nhé. Xây dựng tự do. Vỉa hè là 3 m, đường trước nhà thì khoảng độ 8 m. 3 ô tô có thể là thoải mái tránh nhau. Từ đây chúng ta di chuyển ra ngoài quốc lộ 17 ở ngay ngã ba kia chỉ mất khoảng 70 m thôi. Và di chuyển về khu vực ngã tư Dâu thì mất khoảng 300 m. Di chuyển về trường Trung học Phổ thông Kinh Bắc mất khoảng độ tầm 150 m. Và cũng 150 m chúng ta sẽ di chuyển về khu vực Ủy ban Nhân dân xã Hà Mãn. Và nếu anh chị nào quan tâm đến lô đất này thì hãy nhanh chóng liên hệ cho em Nam theo số điện thoại 0989 163 130 hoặc truy cập tại website tìmnhadep.net. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.